vui tươi, hài hước, dí dỏm với những mẫu chuyện làng, chuyện xóm, chuyện nhà hài đất. Hãy truy cập và like trang Facebook Hài Đất, một sản phẩm giải trí mới của ekip Đất Đồng Radio gửi đến cho quý bà con. Hoàng Yên rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Quê Radio nằm trong hệ thống của ekip Nguyễn Huy Đất Đồng Radio. Quý khán thính giả thân mến, sau tập truyện Làng Tha Phương sâu lắng đầy cảm xúc, thì ngày hôm nay trong không khí nhộn nhịp của những ngày giáp Tết, tác giả Mạn đã quay trở lại với kênh Đất Quê Radio với tập truyện Người Trồng Hoa Tết, kể về những trăn trở của người làm vườn, người trồng hoa Tết trong thời buổi kinh tế khó khăn và thị hiếu của người dân cũng thay đổi rất nhiều. Sau đây, mời quý khán thính giả cùng lắng nghe truyện. Vào những ngày cuối tháng 9, khi con nước lớn của mùa mưa chưa rút hẳn, nước liêu riêu trên mặt đất, một số nơi gò cao vẫn còn xem xét bùn lầy, đi lại trơn trợt. Người ta gọi đây là vùng chim trũng, bởi đất thấp nên ngập úng diễn ra hầu như quanh năm, khiến cho việc nuôi gia súc hay trồng trọt đều trăm bề khó khăn. Vì vậy, dân cũng dần bỏ đi, họ chấp nhận tha phương cầu thực, còn hơn ở lại vùng đất chết. Nói không ngoa, nhưng nơi đây chết về mọi mặt, ngay cả việc đi học cho sắp nhỏ cũng đầy bất tiện. Khi trường học rất xa, cha mẹ của chúng quặn gánh mưu sinh nên chẳng cách nào đưa rước đến trường. Nguồn thu nhập chính của người dân là làm nông, nhưng không được mấy đồng lời. Chẳng có công ty hay bất cứ chỗ nào thuê nhân lực cả, khiến cho sự túng thiếu không ngừng bủa vây. Đường xá lại chẳng được khai thông, bởi chỉ có một cụm dân nhỏ sinh sống. Cấp trên dường như không muốn đầu tư mở đường, nên dùng đất này như biệt lập với những khu vực phát triển ở vùng lân cận. Điều kiện sinh hoạt ở vùng chim trũng vô cùng hạn chế, nên nhiều gia đình đã bỏ đi biền biệt để tìm một nguồn sống mới. Mỗi năm chỉ về một lần, có khi tận mấy năm mới ghé ngang thăm xóm gì. Người ở lại, họ vẫn mưu sinh bằng cái nghề quen thuộc của cha ông từ bao đời nay, đó là trồng hoa. Họ trồng quanh năm, canh thời vụ bán rằm, nhưng chủ yếu vẫn là Tết. Nên bây giờ cuối tháng 9, nước vẫn chưa rút, họ đã bắt đầu chỉnh sửa lại vàng cho chúng chắc chắn để có chỗ khô ráo ươm giống. Tuy nhiên, Tết những năm gần đây, chỉ có vợ chồng Hùng là giữ nghề này. Những hộ khác đã chuyển qua trồng lúa để đảm bảo nguồn thu nhập. Họ có trồng hoa, nhưng chỉ một lượng ít như cách giải khoay, không còn xem đây là nghề chính. Lúc đang lay quay, chỉnh lại mấy cái gốc trụ đã bị cái đất nhão nhoẹt của mùa mưa làm cho nghiêng ngã, thì có người lên tiếng, giọng trầm, có chút nghiêm nghị và cả sự sang trọng trong đó. Bắt đầu trồng bông Tết rồi hả, giờ thằng Hai Hùng? Đang dậy từ sớm, cơm cũng chưa ăn nên người mệt mỏi. Bây giờ đầu óc mơ màng, hệt như trong cơn mộng du. Nghe người hỏi, cô chỉ dạ theo lẽ hiển nhiên, nhưng sau đó ngẩng lên với nỗi sửng sốt. Ủa, chú ba? Chị buông tay khỏi thứ đang làm dở, đôi mắt bỗng chốc sáng ngời. Vì vậy, gương mặt khắc khổ cũng phần nào rạng rỡ, giọng tươi tỉnh hơn vừa rồi. Màng đét ơi, lâu lắm rồi con mới được gặp chú. Chú về, sao không báo trước, để anh Hùng anh đi trước. Lội bộ vô, có xa quá không chú? Càng nói về sau, gương mặt vui vẻ của chị chợt biến mất. Thay vào đó là nỗi âu lo và ái ngại, khi nhìn đôi chân trần đã phủ bao bùn đất lên tới gối của chú. Người đàn ông từ thành phố đó đã băng qua đoạn đường sình lầy hơn 2 cây số để vào được đây. Trong khi trước kia, về gần tới, chú sẽ bảo Hùng chạy ghe ra đầu kênh để rước. Chẳng hiểu vì lý do gì, hôm nay chú lại đi bộ. Càng nghĩ càng khiến cho đang bất an, vì không rõ chú có giận vì vợ chồng mình hay không. Chú ba không đoán được những suy nghĩ mông lung trong đầu đứa cháu dâu, nên tâm trạng vẫn thoải mái khi bao quanh là cái trong trẻo của miền quê yên bình. Chú từ trên bờ đê, thong dong bước xuống trả lời. Lâu lâu đi để nhìn ngó xóm làng, trước chi cho mắt công. Chú nói xong, chỉnh lại gọng kính,
âm thầm quan sát ngôi nhà lá lên đên nước. Phía trong có các bao đất được lót móc mô làm đường đi. Hai đứa con nghèo nhóc chừng 6-7 tuổi ngồi trên cái giường xem chiếc tivi đầy những dạch sọc. Các miếng giá xung quanh được dựng tạm bằng dáng và cả lá, nhưng không được kiên cố chắc chắn. Một cơn gió nhẹ cũng đủ làm chúng đung đưa. Còn những cây cột bằng cây bạch đàn đã bị mối mọt ăn lớm đớm. Có lẽ phía trong của nó đã sắp mục rũn. Chú ba thu hết quang cảnh vào tầm mắt, rồi lặng lẽ thở dài. Đang lấy tay quệt mồ hôi ở trên trán, đang từng dòng đổ xuống gương mặt, hỏi thăm. Dạ, chú thím bà với mấy đứa em khỏe hết hả chú? Mấy đứa em thì khỏe hết, thím bà bay bệnh rề rề. Bệnh người già mà, uống thuốc định kỳ, nhưng cũng ổn lắm. Năm nay bay trồng cái gì vậy? Đang đáp. Dạ, nhiều đó thôi chú, với có thêm mấy cái chậu hoa hồng để bán thêm. Từ xưa tới nay, khu vực của họ trồng dạng thọ, hoa cúc, hướng dương, mấy cây hạnh, cây quất, mai kiển, sống đời, rồi mấy dây bí, dưa hấu và cả những cây bạch đàn, ma keo. Chị không giải thích ra từng loại, bởi vì chú ba cũng là một người đã từng sống bằng nghề trồng hoa. Chú ba nén tiếng thở dài, gật gù, cất giọng hỏi han. Đợt trầm rồi, bán được không? Dạ, cũng được chút. Đang ấp úng trả lời, chị không dám nhìn thẳng. Ngược lại có chút bối rối, như kẻ lần đầu đứng trước đám đông, tới độ tay chân của mình lại trở nên thừa thãi. Chú ba hiểu được cái ý tứ sâu xa trong lời ngập ngừng của đứa cháu. Ông ba Thịnh đi gần hết quãng đường đời. Dĩ nhiên, cách nhìn hay cảm nhận của chú cũng sâu sắc hơn. Thêm độ tháng trước, chú có điện về hỏi thăm anh hai, ba má của Hùng. Nghe anh chị than thở việc làm ăn khó khăn. Đợt rằm vừa bán ế ẩm, quà lại là thứ không thể để lâu ngày, nên lỗ thêm lỗ. Nếu Tết năm nay buôn bán không được, thì e rằng họ không chỉ mất vốn mà thêm một khoản nợ khổng lồ. Chú không tiếp tục xoáy vào vấn đề hiện tại, lãng sang chuyện khác để không khí bớt phần buồn tẻ. À, chồng bị đâu? Dạ, anh Hùng đi cuộn rơm về trộn đó chú. Chú ở chơi, còn chạy đi kêu ảnh về. Đang dứt lời, Toàn đứng dậy chạy lên đồng để kêu chồng. Nhưng chú ba đã ngăn lại. Thôi thôi, bay làm con chuyện đi. Tao qua nhà má bay nằm nghỉ. Sáng mai tao mới đi. Khi nào rảnh á, thì vợ chồng bay, ẵm mấy đứa nhỏ qua chơi nha. Dạ. Chú ba đi về, đang đứng lên tiếp tục công việc gian dở của mình. Sửa lại cây vàng và chuẩn bị lượng bầu để ươm cây. Chị bận biểu suốt cả ngày, chỉ dừng tay lúc cơm nước cho hai đứa con nhỏ. Mãi đến xế chiều, chị vẫn cặm cụi làm lụng. Tới khi chồng chèo ghe vô, chị liền nói với hai đứa con nhỏ. Má kiên đồ vô tiếp ba, hai đứa không có phá nghe không? Hai đứa lý nhí đáp, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cái màn hình. Thấy vậy chị cũng yên tâm, bởi nó mê phim còn hơn chạy lung tung, chẳng may mà té xuống nước thì lại khổ. Hôm nay công việc nhiều, chị định đưa sang nhà ông bà nội trông giúp, nhưng đúng bữa chú ba về, sợ trẻ con ồn ào phiền đến chú, nên chị vẫn để chúng ở nhà. Chị xuống mé xong, kéo tiếp chồng mấy bao rơm, vừa nói, chú ba về, kêu mình qua nhà của ba má chơi đó. Anh Hùng giật mình vì không nghĩ chú ba về lưng lửng giờ này, chẳng ngay vào dịp lễ Tết nào. Anh thấy khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, trả lời. À, để dọn dẹp xong rồi qua. Đang cất giọng nho nhỏ. Mà chú ba không có kêu anh rước, không biết mình có làm gì để chú buồn lòng không? Chị vừa nói, vừa lắm lét nhìn quanh, vì sợ có người nghe được. Anh Hùng lập tức bác bỏ bằng giọng điệu tự tin. Không đâu, chú bà không có để bụng mấy chuyện giặt. Chú biết tháng này bận nên chú không kêu đó. Gia đình của anh Hùng từ xưa đến nay không có tính giận dỗi người thân. Ngay cả người ngoài cũng không muốn hơn thua. Họ sống nhẹ nhàng và luôn trọng chữ tình. Chẳng qua vợ anh phận dâu con nên luôn thấp thỏm bất an. Chị đang nghe chồng nói thế, liền thở hắt ra như trút đi gánh nặng khỏi người mình. Hai vợ chồng kệ nệ khiêng giác xong thì mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng. Anh Hùng cào rơm cũ của những người chất nấm. Khi đã xong vụ mùa,
không còn khả năng thu hoạch, họ bỏ lại nguyên chỗ cũ. Để lấy được chúng mang về, anh phải gom lại dồn vào bao. Suốt quá trình, mấy con rận cứ đeo bám cắn anh chăm chích trên làn da đẫm mồ hôi giữa tiết trời mưa nắng thất thường. Dù đã quen với điều đó, nhưng vẫn rất mệt mỏi. Tuy thế, anh không kêu than vì vợ anh còn khổ hơn nhiều lần. Đáng lý trước kia, vợ chồng có thuê thêm người phụ, nhưng bây giờ không còn đủ kinh tế nữa. Họ đành dùng gấp đôi, gấp ba sức mình, nhằm hy vọng lấy công làm lời. Họ gồng người làm xong mọi thứ, mới tắm rửa, rồi dẫn hai đứa nhỏ qua nhà nội, cách nhà của anh chị một dải đất trống, khoảng chừng 500 mét. Chị đang sợ con trẻ nói năng lung tung, làm phật lòng người lớn, nên nghiêm khắc dặn dò. Gặp ông ba, phải chào hỏi. Với hai đứa bay, không có quậy, là lối sùm. Ngồi ngoan ngoãn nghe, không thôi bị đầy, cán chịu đó. Thùy và Ngọc ngơ ngác, cái tâm trạng vui vẻ khi được đi chơi, chợt thu lại. Đôi mắt trong veo dao động, lộ rõ vẻ lo sợ. Nó lí nhí, trả lời mẹ. Dạ. Lúc qua nhà nội, Thùy và Ngọc ngồi trên giáp chơi, còn chị Đan và anh Hùng thì xuống bếp, chuẩn bị làm gà để nấu cháo và làm gỏi. Chú ba vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi cái mùi vị của con gà vườn, thịt chắc, ngọt và món gỏi không phải từ ngó sen, cải mầm hay bất cứ thứ gì cao sang, mà là từ chuối cây, thứ mà khắp ngõ ngách của vùng nông thôn đều có. Vậy mà khi xắt nhỏ ra, trộn lại, ăn ngon đến lạ. Thật ra ở thành phố cũng có, nhưng khi thưởng thức ở chính quê hương của mình, lại là một hương vị không gì so sánh được. Ông bà sáng mừng thầm khi thấy đứa em lâu ngày trở về lại ăn ngon lành cái món dân dã như vậy. Thấy chú ở đây, họ lại xót cho những người không về, nên liền nói: chừng nào chú đi, tôi gửi lên cho thím ba với sắp nhỏ vài con gà, chặt thêm mấy khúc chuối. Hồi đó nhớ thím ba thích rau cải trời lắm nè. Để mai tôi đi hái, tôi gửi lên cho thím nha. Trước sự nhiệt tình của anh chị hai, đôi mắt của chú chợt đượm buồn, nhưng chút cảm xúc u sầu đó thoáng qua đi, rồi trở về dáng vẻ trầm tĩnh của người đàn ông chịu không ít giông bão của cuộc đời. Chú từ chối: Ơi, nhà tôi cũng ít ăn lắm, anh chị cứ để đó đã. Phần nào chú cũng thấy hổ thẹn trước cái nặng tình của người miền quê. Đã nhiều năm vợ con của chú không về, sự hiện đại của thành phố dần tiêm nhiễm vào lòng mỗi người và khiến họ quên bẵng đi cái lối sống mộc mạc, chân chất của nơi chôn nhau cắt rốn. Nhưng cái đáng ghét nhất, người ở lại nơi quê hương vẫn luôn nhung nhớ, trông chờ những kẻ chưa từng trân trọng giá trị xưa cũ. Chú buồn vợ con mình bao nhiêu thì càng ái ngại với sự bao dung của gia đình anh chị bấy nhiêu, nên nhất định phải từ chối. Dù chú nói vậy, nhưng dĩ nhiên ông bà sáng không nghe theo. Ngược lại, họ còn chuẩn bị sẵn từ khi nghe chú về. Chỉ có rau cải để lâu không được nên chưa có hái. Chú bất lực và đành lảng sang chuyện khác. Họ trò chuyện rất nhiều thứ từ xưa đến hiện tại, rồi chuyện cây cỏ và bán buôn ế ẩm của vợ chồng anh Hùng. Chú chợt thở dài, lời lẽ mang nhiều suy tư. Ơi, mà chú nói với hai đứa như này, coi coi ở đây làm có tiền hay không. Nếu không thì lên thành phố, rồi xin vô công ty làm. Lương tháng nào chắc tháng đó, còn hơn cộng lương mấy tháng trời mà lời lỗ thì tùy thời. Sao mà sống được? Bày không thể sống mãi với cái nghề trồng hoa đâu. Chú ngưỡng mộ đứa cháu của mình vì nối nghiệp cha ông và gắn bó sâu nặng với tất đất quê hương. Nhưng đôi lúc, con người ta buộc phải nhìn vào thực tế. Việc lưu giữ những giá trị đẹp, liệu có nuôi sống được gia đình hay không? Với đề nghị của chú, Hùng không mấy bất ngờ. Bởi lần trước về hay thi thoảng điện thoại hỏi thăm, chú cũng thúc giục vợ chồng anh bỏ quê lên thành phố. Nhưng ngặt nổi, anh chưa đủ dũng khí. Hiện giờ cũng thế, nên chỉ trả lời chung chung. Dạ, để con coi sao rồi con tính. Giờ cũng chuẩn bị giống Tết rồi, trồng vụ Tết này cái đã. Anh Hùng cúi thấp mặt, gãi đầu, lời lẽ yếu ớt, tựa mang theo rất nhiều đắn đo, dè chừng. Chú ba nhìn qua hai đứa nhỏ, đôi mắt chợt ánh lên bao nhiêu nỗi lo lắng. Chú từ tốn nhưng chẳng vòng vo.
Mày á, ở đây làm cái nghề của ba má mày hơn chục năm mà cũng có khá đâu. Không dư giả thì lấy gì mà nuôi con. Anh Hùng biết cái lo của chú và cũng rất rõ cái nghèo của mình làm khổ vợ con biết nhường nào. Anh đuối lý nhưng vẫn do dự tìm cách biện hộ cho bản thân. Thì con cũng ráng làm mà ông trời không có cho dư. Chú ba trừng mắt, hoàn toàn không hài lòng trước cái lập luận của cháu mình đưa ra. Càng bực mình khi việc con người cứ lấy một thế lực vô hình để làm lý do ngụy biện cho sự yếu hèn bên trong. Chú gằn giọng. Hơi, ông trời nào mà không cho. Chủ yếu, cái chi của tụi bay có hay không? Ông bà Sáng ngồi lẳng lặng, tay xoa xoa giận trán đã gấp đầy nếp nhăn. Đôi mắt phờ phạc, phủ chẳng biết bao nhiêu nỗi mệt mỏi trong đấy. Từ trước tới nay, họ không xen vào việc của con. Mọi chuyện đều do chúng quyết định. Nhưng dạo gần đây, họ lại bắt đầu trăn trở. Thời mai, chú ba đột nhiên ghé ngang. Những điều chú nói ra hiện tại như giúp người làm cha mẹ bộc lộ tiếng lòng của mình. Về câu hỏi cứng rắn của chú, họ mong chờ con mình có thể đưa ra một quyết định sáng suốt. Bởi ông bà Sáng đã nhận ra từ lâu rằng cái nghề trồng qua ngày Tết đã không còn ở kỳ hưng thịnh. Nếu cố chấp tiếp tục, chỉ có nợ nần chồng chất. Rồi cái cảnh nợ mẹ đẻ lái con thì bao giờ mới khấm khá lên được. Anh Hùng dò đầu, từng đường nét trên gương mặt cáo kỉnh, nơi tâm tưởng dày dò không ít. Anh trả lời trong sự bức rứt. Dạ, thiệt thì con cũng muốn ở lại trồng trọt. Chứ làm nông quen rồi, lên thành phố có biết gì đâu. Chú gật đầu, không khăng khăng giữ quan điểm của mình mà ép buộc cháu làm theo. Chú chỉ nhắc nhở. Nhưng làm gì thì làm, cũng nghĩ tới tương lai của hai đứa nhỏ. Anh Hùng không dám ngó qua hai đứa con với áo quần cũ kỹ. Nhưng lòng anh vẫn dâng lên từng giọng đắng chát. Dạ, con biết vợ con của mình khổ. Thủng thẳng qua cái Tết này rồi con quyết. Chú ba nghe anh Hùng trả lời. Rồi không nói thêm, cũng chẳng hằn học hay khó chịu, mà rỉ rả những câu chuyện giặt giảnh trong đời sống hàng ngày. Chú ít khi về, nên muốn không khí của mọi người vui vẻ, chứ chẳng phải chìm sâu trong biết bao lo toan. Chú ba ở lại chơi một hôm, tới chiều ngày hôm sau, chú lại về thành phố. Những điều mà chú nói với Hùng, chẳng ai rõ nó có ảnh hưởng tới vợ chồng anh hay không, nhưng lại có sức tác động mạnh mẽ tới ông bà Sáng, khiến họ suy tư mãi không thôi. Hôm sau, lúc vợ chồng anh Hùng đang lúi húi trộn đất phân chuồng với rơm đã được ủ mục, họ đi sang phụ giúp lặt vặt một lúc, rồi tìm cách mở lời. Mà, thấy chú ba mày nói cũng đúng. Không ấy, hai vợ chồng của mày, để hai đứa nhỏ ở đây ba má giữ cho, rồi lên thành phố đi làm đi con. Bà Sáng từ tốn nói với hai đứa con, nên dừng lại bây giờ, chỉ bỏ một ít vốn. Còn hơn xong vụ mùa, chi phí nhân lên gấp mấy lần mà chẳng biết có lấy lại được phần vốn đã bỏ ra hay không. Đã hơn 5 năm trở lại đây, vợ chồng của bà từ chỗ cả đời sống bằng nghề bán qua Tết lại đang dần mất niềm tin hoàn toàn vào nó. Anh Hùng ngẩng lên, vẻ mặt không hiểu mấy. Anh bày tỏ sự hoài nghi của mình. Không phải ngày xưa, bà má nói muốn còn tiếp tục cái nghề trồng hoa sao? Thật ra, ba má không trực tiếp nói muốn anh thay ông bà trồng hoa, nhưng thỉnh thoảng lại rầu rĩ vì sợ rằng không ai tiếp tục nối nghiệp bao đời nay của gia đình. Bởi đứa em gái và thằng Út đều bộc lộ rõ chí hướng muốn lập nghiệp nơi thành phố. Chỉ có anh giữ được sự đam mê dành cho cây cỏ. Má thở dài. Bà không phủ nhận đã từng loáng thoáng nói với con ao ước đó, nhưng bà chỉ gợi ý, chưa bao giờ ép buộc. Tuy nhiên theo thời gian, dạng vật đều thay đổi. Suy nghĩ của con người có kiên định tới đâu cũng buộc lòng lay chuyển theo cái biến thiên của thời cuộc. Bà Sáng nhìn con một cách hiền từ, thủ thỉ với con. Thầy mày thích cái nghệ của ông bà, tao với ba mày cũng mừng. Nhưng mà sống phải theo thì. Giữ cái truyền thống là tốt, nhưng nó không nuôi được gia đình thì có ích chi đâu. Vợ chồng của bà sống được cả đời, bởi lúc đó qua cảnh rất chuộng hái ra tiền, còn bây giờ thì không. Con người ta cần sự kiên trì,
nhưng đức tính đó đã không trúng chỗ sẽ biến thành cố chấp. Đàn nghe hết câu chuyện nhưng chị không xen vào. Chị thương chồng và tôn trọng mọi quyết định của chồng nên không góp ý hay bàn luận. Chị giờ như chẳng nghe thấy mà chăm chỉ làm việc của mình. Dạ, vậy qua Tết rồi con tính. Biết đâu năm nay bán được thì sao? Anh Hùng không từ chối nhưng chẳng đồng thuận. Bởi đầu của anh đã mang trăm mối tơ dò. Chuyện này tiếp với chuyện khác cứ đang xen khiến cho anh không thể nào ngừng âu lo. Bà Sáng hiểu ý của con mình không muốn, hoặc là chính nó cũng là kẻ chịu đựng biết bao nhiêu là cái lo toan sâu xé, nên bà dừng lại. Ơi, bà má nói vậy thôi, còn quyết định là ở vợ chồng của con. Hùng thở dài. Hơn ai hết, anh hiểu rõ nỗi bất an của ba má dành cho mình và hai đứa cháu nhỏ dại. Anh ngồi xuống, lấy tay vuốt mặt như một cách ngô nghê giúp bản thân tỉnh táo. Anh vẫn tiếp tục trộn phân, nhưng đầu óc lại sao nhãng. Anh nhớ tới ngày nhỏ, anh nhìn ba dùng lá chuối quấn lại để làm bầu ươm cây. Ông nâng niu từng hạt giống, ngay cả những cây yếu ớt, ông cũng chăm bẩm để nó khỏe khoắn, chẳng bỏ sót bất cứ cây nào. Má cũng giống ba, yêu cây cỏ. Má vừa chăm con, vừa phủ tưới tiêu, cắt tỉa và tạo hình cho chúng bắt mắt. Những cây nào vào tay của ba má, nó cũng hưởng trọn vẹn hạnh phúc trong vòng đời ngắn ngủi. Anh là con lớn nên theo ba má phụ chăm lo cho chúng. Vì vậy, ngay từ ngày nhỏ dại, đã tận mắt chứng kiến quãng thời gian hạt mầm gieo xuống và chồi non nhô lên mặt đất. Từng chồi bé xíu, mỏng manh với màu xanh lá mạ, tới sắc đậm tươi mát xum xuê. Mỗi một ngày ngắm để thấy sự trưởng thành của chúng đều mang cho người trồng cảm giác đặc biệt khôn tả xiết, vừa phấn khích, tự hào, nhưng cũng lo lắng. Bởi một sơ suất nhỏ cũng khiến công sức bỏ ra đều tan biến. Sau thời gian dung trồng, những cây mầm nhỏ xíu cũng đến giai đoạn đua nở, chuẩn bị bước tới cái thời xuân sắc. Anh nhớ tới ngày nhỏ, thấy những đụ hoa e ấp, nhưng mấy ngày trời vẫn chưa bung tỏa. Anh không nén được cái háo hức, ngô nghê hỏi ba. Ba, mấy ngày nữa sẽ nở hoa vậy ba? Độ chừng 2 ngày nữa. Trồng nở làm gì? Lúc này là đẹp nhất rồi. Đến sau này anh mới hiểu lời ba. Khi bất kỳ một loại cây nào ra hoa, khoảnh khắc người ngắm cho rằng đó là đẹp nhất, cũng chính là lúc chúng sắp lụi tàn. Có những cây sẽ tiếp tục sống và cho hoa ở mùa sau. Tuy nhiên, có rất nhiều loại hoa, lần đẹp nhất đó cũng là lúc chúng sắp kết thúc vòng đời. Nên cái giai đoạn cành lá e ấp nụ, có lẽ với người thực sự trân trọng, đây là giai đoạn tuyệt vời nhất. Bởi bao giờ cảm giác sống trong chờ mong, nó cũng đáng nhớ và bồi hồi. Anh rõ được ẩn ý của ông, thâm tâm lại có chút không đồng tình với suy nghĩ của ba, nhưng không nói ra. Bà nói với anh nhiều thứ, từ cách trồng cây tới cả những chiêm nghiệm trong đời mình. Và chẳng biết từ bao giờ anh xem việc trồng hoa như một lẽ sống thiết yếu. Anh có thể không ăn cơm một vài hôm, nhưng lại rây rứt nếu tưới nước cây muộn hơn hàng ngày. Bây giờ mà bỏ chúng, anh vì vợ con miễn cưỡng làm được, nhưng không chắc rằng tâm trí sẽ thoải mái khi chứng kiến những hạt giống bị chính mình bỏ rơi. Đang thấy gương mặt trĩu nặng bao dằn xé của chồng, chị điềm đạm. Tới đâu hay tới đó, lo nghĩ nhiều chi cho mệt thân với mình. Ngoài mặt thì an ủi chồng, nhưng thật lòng chưa một giây nào đầu óc của chị thanh thản. Chị trăn trở đủ đường phải tìm cách nào để thoát khỏi cảnh túng thiếu. Nếu dù Tết năm nay vẫn bán ế ẩm tới tận đêm 30 thì chắc chắn nhà chị không còn khả năng xoay sở. Chẳng may rơi vào đường cùng, chị sẽ bán mảnh vườn mà cha má cho lúc kết hôn, rồi sẽ tăng cường đi cày cấy lúa cho những hộ khác để nuôi con, chứ không thể nào để nó sống mãi trong thiếu thốn. Dự định đó, chị không có nói với chồng, bởi sợ anh tự trách bản thân. Vợ chồng họ đang đặt ván cược cho vụ này. Cứ cố gắng mà làm, mọi toan tính ngoài lề chỉ khiến mọi việc càng thêm rối rắm. Hùng thấy ba má đã khuất hẳn sau rặng tre, mới chân thật nói với vợ. Hơi, không lo nghĩ sao mà được. Bề ngoài anh điềm tĩnh,
Tựa mấy lời khuyên của người lớn không quan trọng, nhưng trong tâm lại gợn lên hàng trăm, hàng ngàn con sóng âm ỉ, cồn cào, khiến anh chưa bao giờ yên giấc. Chị đang không ngừng động viên. Quý trọng vụ này á thì tập trung làm. Anh cứ buồn rầu thì sao chăm sóc tốt cho chúng? Mình còn trẻ thì làm ra tiền lại mấy hồi. Biết đâu năm nay bán được như xưa thì sao? Trước sự nhân nhượng của vợ, anh càng rây rứt. Thà cứ nhảy cẩn lên, mắng chửi anh vô dụng, không phụ được gia đình, còn hơn sự cảm thông hiện tại. Anh ậm ờ một cách lạnh lùng, nhằm che đi nỗi đắng chát đang trào lên. Ừ, cũng mong là vậy. Họ nói xong, bất giác rơi vào im lặng. Chị đang không phải xuất thân trong gia đình trồng trọt, mà vì thương chồng nên chấp nhận sống cuộc đời dãi nắng dầm mưa. Do vậy, chị càng khó khăn hơn trong việc hiểu cái từ như xưa bản thân thốt ra để an ủi chồng. Coi lời ba má và chồng, chị chỉ biết rằng lúc trước bán cây rất đắt, không phải ế ẩm và tùy thời vụ như bây giờ. Còn đối với Hùng, từ nhỏ đã theo ba má buôn bán, nên anh hiểu rõ rằng từ như xưa ấy không chỉ dừng lại ở bán đắt, mà còn cả cái say mê, cái vui thực thụ của việc trồng và bán hoa. Dạo đó, tới 20 tháng chạp, gia đình anh bắt đầu chia nhau ra bán. Ba lên đên trên sông, còn má thì ngồi cố định ở chợ. Khoảng thời gian qua 20, người ta đã bắt đầu đi chợ sắm đồ Tết. Thấy mấy sạp bông, đa phần ai nấy đều hứng chí. Họ trầm trồ tắm tắt trước những chậu cây đơm nụ. Chỉ cần tới độ bung nở, chắc hẳn đôi giày và che khuất cả lá, nên buộc miệng thốt ra lời cảm thán: trời ơi, bông đẹp quá! Tuy nhiên, sau đó họ lại chặt lưỡi: ơi, Tết cái gì nó cũng lên giá, mùa ngang quá trời. Bà sáng cười, vẫn giọng điệu hiền hậu: ơi, cũng muốn bán rẻ lắm, mà công cán bỏ ra nhiều quá chị ạ. Người khách không mấy để tâm tới lời của bà sáng, chỉ vô góc phía trong nói: lấy cho tôi hai cái chậu ở phía trong kia. Một cô gái tới mân mê chậu mai, vuốt ve từng chồi non ửng hồng bao quanh chùm nụ, gương mặt lộ rõ sự say mê, hỏi bà sáng: em mua chậu này có giao về tới nhà không? Bà sáng liền đáp: có, mà chiều chồng chị về thì mới đi được. Chị chở vô cẩn thận giùm em nghe, nụ đụng tiếc lắm. Khách dặn dò bà sáng. Lúc bà đang trả lời, loáng thoáng nghe mấy người đứng quanh hối thúc nhau: mua lẹ đi, mai mốt hết là nhà không có gì để trưng luôn á. Chớp mắt, không còn ai nghe ai nói gì, bởi người ồn ào bao quanh bà sáng, họ chen lấn nhưng rất giữ ý tứ, không cần đợi bà chủ nhắc mà đã tự bảo nhau: ơi ơi, cẩn thận, coi chừng đụng gãy nụ hết. Họ không phải nghĩ cho bà sáng, mà họ thật sự yêu và trân trọng những bông hoa, nên chẳng nỡ làm chúng tổn thương. Lúc bà sáng tất bật buôn bán ở chợ, ông sáng chạy máy trên ghe với câu trao được lặp lại hàng năm: ai mai kiển dạng thọ hương dương hoa dây bông cúc khôn. Tiếng trao trầm trầm nhưng kéo dài và vang vọng khắp miền sông nước. Người trên sông sợ ông sáng chạy hút nên lớn giọng gọi, vừa vẫy tay gấp rút: ghé lại chú bán bông, ghé lại. Ông nghe thấy nên lập tức tắt máy, cầm cây chống vào trong. Người mua dẫn câu cái này bao nhiêu quen thuộc, và ông kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi rồi báo giá với khách. Ngày Tết, ông sáng cũng không tăng giá bao nhiêu so với các thứ hàng khác, nên họ chẳng kỳ kèo mà lập tức mua ngay. Quanh xóm đó cũng vội vã đi tới mua hoa, nên chỉ một bến nhưng ông bán được rất nhiều. Chiếc ghe chẳng mấy chốc đã dơi đi, chỉ còn mỗi thứ một vài chậu, nên ông tranh thủ về chợ để phụ vợ đi giao hàng. Cuộc sống của người trồng và bán hoa Tết chưa bao giờ thôi vất vả, nhưng đổi lại họ vui. Cái vui tinh thần làm nguồn sống khi thấy từng đứa con mình chăm bẵm trong tay của khách với nụ cười mãn nguyện. Đặc biệt lúc ấy, người bán hoa giống như ông bà sáng cũng chưa có khái niệm nỗi ám ảnh đêm 30 Tết. Vì tới khoảng 28, chậm nhất là 29 là đã hết sạch. Suốt ngày hôm đó, anh Hùng miên man hoài niệm về giai đoạn nhộn nhịp, vui tươi mỗi dịp Tết đến.
cái nô nước được nhìn thấy ánh mắt trân trọng của người mua. Còn bây giờ, anh chỉ biết thở dài ngao ngán. Năm lại năm, mỗi một ngày, cây rực rỡ khoe sắc của nhụy hoa vẫn đẹp, nhưng giá trị của chúng trong mắt của người mua lại rẻ mạt. Giống như cái Tết của khoảng 5-6 năm trở lại đây, tình cảnh vẫn y hệt, chẳng có chút thay đổi. Tết đến, chị Đan sẽ bán ở chợ. Ngày trước chỉ có 3 người bán, đều là chị em trong xóm của vợ chồng anh chị. Năm nay, có một người từ nơi khác tới thuê bãi. Họ rao bán bằng loa ồn ào, thu hút cả một khu với giá cả rẻ hơn Đan và các mặt hàng khác một nửa, khiến cho người mua bắt đầu phân vân. Họ đứng lựa mấy chậu hoa của Đan, trề bôi chê bai. Bán gì mà mắc quá vậy? Họ cầm chậu dạng thọ lên, rồi hạ xuống, rồi cái lắc đầu. Tài kéo hết cây này tới cây kia, với cái quýt dài, biểu ý không có cây nào vừa mắt. Khách hàng là thượng đế, nhưng trước hành động kia, thực sự chị không mấy vui vẻ. Những chậu hoa tươi tốt hiện tại vốn là những cây con vợ chồng chị nâng niu. Mỗi bông hoa bị chê bai đều là quá trình của mồ hôi nước mắt. Nhưng họ lại nở lòng hạ thấp. Chị bực mình, nhưng vẫn cố giữ cho hòa khí. Dạ, em bán đúng giá. Hoa năm mới mà em vẫn bán bằng năm trước rồi, có lên đâu. Được á, chị mua chị ủng hộ em nha. Chị không nói dối, bởi lúc vật giá leo thang, bà con trồng hoa sớm chị vẫn thống nhất cái giá phù hợp để mọi người đều có thể mua. Đối với những người khó khăn, chị còn chủ động giảm hoặc có khi tặng luôn cho họ một cặp, nên bây giờ bị chê đắt liên tục, khiến chị vừa tức vừa buồn. Người phụ nữ đứng lên, toan bước đi, giọng dứt khoát. 2 chậu, 15 ngàn được rồi. Được thì mua. Bên kia cũng có 15 ngàn 2 chậu. Một bông nào bông nấy bự gấp đôi bên đây. Bà chỉ sang chỗ đối diện của Đan, người dây kính đông đúc chen chúc giành giật nhau những chậu hoa rẻ nhất chợ. Chiếc loa không ngừng phát ra lời dụ dỗ khách hàng. Chậu 10 ngàn, 2 chậu 15 đi bà con ơi, vào rẻ nhất chợ. Đan không đáp, cô không thể hạ giá thêm, bởi cái giá hiện tại đã chẳng còn mấy đồng lời. Người phụ nữ thấy Đan im lặng, liền gắt gỏng. Hây, bán cắt cổ vậy thì để tới giao thừa. Ôm về mà chưng, chứ ai đâu mà mua. Phía sạp hoa nhập đối diện, thấy người phụ nữ rời khỏi chỗ Đan mà không mua được gì, họ vô cùng mừng rỡ, chạy tới níu lấy tay, rót vào bà lời đường mật. Chị ơi, bông bên đây hàng nhập, chứ không phải ở vườn đâu, nên hoa lớn và đều lắm, lầu héo lắm nha. Hoa hồng này là của Mỹ, chứ Việt Nam không có. Chị mua đi, mua nhiều, em chở về tới nhà luôn. Đang thất thiểu nhìn theo bóng dáng của người khách. Có mấy lần chị định nói giới theo điều gì, nhưng ngẫm lại rồi thôi. Cô Tư ở sạp trái cây bên cạnh, nửa đùa nửa thật. Mày bán à, phải mờm mép như mấy cái người đó thì mới bán đắt. Chứ mà hiền quá, khách không có khoai. Dạ. Đang trả lời với nụ cười méo xệch. 29 âm lịch, chưa tới 30, nhưng đối với những người bán hoa như gia đình của chị thì coi như nó đã hết Tết. Chị nhìn dòng người vẫn nô nức sắm sửa cây cảnh, nhưng chẳng mấy ai ghé vào chỗ chị. Có chăng, họ cũng kỳ kèo một cái giá quá bèo bọt. Đang không thể bán với cái giá mà khi nhận đồng tiền ấy, chị cảm thấy sức lao động của vợ chồng mình bị hạ thấp. Và không được chỉ bớt tiền, họ đổ xô hết sang chỗ của những người dùng khác với giống hoa nhập rẻ bèo. Xế chiều 29 Tết, sau một ngày chạy ghe, bán khắp các ngõ ngách, anh Hùng đến chỗ của vợ mình với gương mặt tiêu nghỉu. Anh hy vọng chỗ vợ sẽ bán đất, nhưng rồi... Câu đầu tiên nghe được là tiếng than vô vọng của chị Đan. Ôi, còn nhiều quá. Anh bần thần trước sạp hoa vẫn còn nguyên như hôm mới dọn ra, rồi đáp. Dưới ghe cũng nhiều. Không chỉ dưới ghe, mà trong nhà cũng còn vô số kể. Hai vợ chồng chợt im lặng. Không ai nói với ai câu nào, nhưng trong lòng họ đều có chung một sự bất lực. Đã cận 30 nên thật sự họ chẳng còn chút hy vọng nào. Cuối cùng, mấy tháng trời đội nắng phơi mưa của anh chị xem như đổ sông đổ biển. Người ngoài nhìn vào cho rằng trồng hoa rất giàu, nhưng chỉ ai trong nghề mới hiểu được đồng lời phụ thuộc vào thời vụ.
Anh Hùng cũng chưa từng phủ nhận chuyện bán hoa lỗ, nhưng có được đồng lời, bắt buộc phải bán hết số lượng mình trồng. Còn như hiện tại, đừng nói tới lời, chuyện lấy lại vốn cũng là khó khăn. Lúc hai vợ chồng đang ngơ ngác như một cái xác không hồn, thì ông bà sáng tới. Họ dẫn hai đứa cháu nội đi dạo chợ Tết, sẵn tiện xem hai đứa con buôn bán thế nào, nhưng thấy lượng hoa sau mấy ngày vẫn y vậy. Bà nhìn qua chỗ ồn ào đối diện, ngẫm một chút và liền hiểu ra vấn đề. Thở dài nói, thôi con hạ giá xuống đi, được đồng nào hay đồng đó, ít ra cũng có chỗ bù lỗ nặng. Chiếc loa lại vang lên giọng nói giòn giả. Hàng Mỹ, qua nhập từ nước ngoài về đấy bà con ơi, mãi vô, mãi vô. Ông Sáng bần thần, nhìn dòng người tấp nập, đổ dồn về hàng hoa lạ. Trong đó có cả họ hàng, những kẻ khó khăn không có tiền mua hoa trân Tết mà ông đã tặng hoa cho nhiều năm liền. Bây giờ khi làm ăn khấm khá, họ lại bỏ quên hàng hoa xưa cũ mà chạy theo thứ đẹp đẽ xa lạ. Ông lẩm nhẩm trong vô thức với nỗi chán chường. Người ta thường thích những thứ mới mẻ từ vùng khác mang tới, mà quên mất vẻ đẹp vốn có của quê hương. Bà Sáng khuyên con, treo bảng bán rẻ đi con, không trụ được đâu. Hùng gãi đầu trong cao có. Rồi anh nhìn qua hai đứa nhỏ, chúng ngây ngô và có lẽ sinh ra trong gia đình nghèo khó nên hiểu chuyện từ thổ lọt lòng. Chúng ngắm nhìn những đứa trẻ khác với quần áo súng xính, đồ chơi trên tay không thiếu. Đôi mắt của chúng ánh lên sự thèm thuồng, nhưng không khóc đòi, cũng chẳng nói lời gì, chỉ lặng lặng với nỗi u buồn. Anh thấy rõ sự khao khát của hai đứa con đáng thương, sự lem luốc, ăn uống thiếu thốn, quần áo cũ kỹ. Hai vợ chồng lâu lâu mới mua cho hai đứa được vài ba bộ đồ với giá rẻ. Còn người ta thì... Anh không dám nhìn sang vợ, nhưng anh nhớ đã rất lâu rồi chị chưa sắm sửa gì cho mình. Đang là cô gái trẻ đẹp, nhưng từ ngày lấy anh thì trở nên cằn cỗi và thiếu thốn. Cô chưa từng than vãn, luôn cam chịu cuộc đời không phấn son lụa là, chấp nhận khổ cực tứ bề. Chiếc áo cô đang mặc đã bạc màu. Một lúc sau, Hùng mới đứng lên, ghi lên bảng 2 chậu 10.000, cúc mâm xôi 15. Mỗi loại, anh đều thấp xuống 1/3. Ngay cả vốn cũng không lấy được, nói gì tới việc có lời. Nhưng ba má anh nói đúng, thà lấy được đồng nào hay đồng nấy còn hơn mất trắng. Anh không thể liều lĩnh, bởi còn vợ và hai đứa nhỏ mà Tết năm nay vẫn chưa sắm sửa được bất cứ thứ gì. Khi thấy anh hạ giá, vài người ghé vào, nhưng họ chẳng hồ hởi như tưởng tượng. Ngược lại, vẻ mặt không chút hài lòng. Tới bữa nay rồi, bớt chút nữa đi. Cái này bị lột tàn tạ hết, toàn mấy cái cũ không. Anh Hùng đang bức bối, lập tức đáp. Còn nguyên ở đây, có bán được cho ai đâu mà có người lựa hả cô? Bà ta hắng giọng. Thấy cô chú quen nên mua tiếp, chứ bên kia còn mới tin kìa. Còn mấy người, có bán cho ai không, sao mà tôi biết được. Thấy xấu thì nói xấu chứ. Bà ta nguýt dài, trần ngoe ngoải đứng đó, đợi chờ anh Hùng này nỉ vào mua. Ông bà Sáng và vợ chồng cô Đan ngó sang bên kia, chỉ còn mấy chậu sơ xác do người chen chúc quá nhiều. Bông cũng gãy đi không ít, nằm lặt lìa dưới đế chậu, nhưng khách vẫn tấm tắc khen ngợi và lấy chúng để so sánh với hàng hoa rực rỡ của mình. Người khách thấy vợ chồng của anh Đan không trả lời, cũng sợ đánh mất món hời, nên liền hạ giọng. Lựa rồi không mua thì kỳ, lấy tôi 4 chậu thọ cam với 4 cúc vàng. Sau khi bán cho bà ta, khách kéo đến đông hơn, bởi đây là chỗ rẻ thứ hai trong chợ sau hàng hoa nhập. Họ mua được những chậu hoa tươi đẹp với giá rẻ bằng nụ cười đắc thắng. Còn người bán cầm vài đồng tiền lẻ với giọt nước mắt quặn đau chảy ngược vào lòng. Ngày 30 Tết năm đó, vợ chồng của Đan bán được khá nhiều so với những người xung quanh làng. Nhưng anh chị chẳng mấy vui vì cái cảnh bán tống bán tháo khiến cả hai thấy sức lao động của mình rẻ mạt. Đặc biệt, những chậu hoa tươi đẹp ấy không phải tô điểm cho ngày Tết thêm hương xuân sắc, mà nó nhóm đầy sự toan tính, ích kỷ và thiếu tình người. Tuy vậy, vợ chồng của anh cũng đỡ hơn so với những người cầm giá trong làng.
bà con sớm chim trũng hoàn toàn thất trận. Vợ chồng, con cái cứ thế ôm nhau bật khóc trước khoảnh khắc đón giao thừa. Người đi chợ vẫn ồn ào, họ hài lòng trước cảnh buôn bán ế ẩm của người trồng hoa. Bởi như thế, giá sẽ lại càng hạ thấp. Ngồi xuống sạp của chú Sáu, gần chỗ của vợ chồng của anh Hùng, người khách chặt lưỡi, vẻ thương tình, nói: bỏ cũng vậy, bán rẻ tôi mua tiếp cho. Nhiều người đứng phía sau, chứ cần chú Sáu tiếp tục giảm thì họ sẽ ào ạt nhào đến. Thật ra họ đợi tới khoảnh khắc này, đợi trái cây, dưa hấu, hoa tới ngày 30 để mua với cái giá giống như là cho không. Vì họ biết khi bước sang mùng 1, ai còn mua những thứ này. Nếu hôm nay không bán tống bán tháo thì chỉ có cách đổ xong. Rẻ là rẻ bao nhiêu? Chú Sáu ho khan một tiếng, hỏi ngược lại. Bà lật chậu cúc sang trái phải một lúc, sau đó biểu môi: cúc này 5.000 một chậu được rồi, nở hết rồi còn đâu. Chú Sáu im lặng một lúc, ngớ người trước cái giá tiền mình vừa nghe được. Một chậu to như vậy với cái giá 5.000 còn thua cả một bình trà đá. Chú căm phẫn giật lại chậu cây về phía mình, rồi ném xuống cạnh chân của người khách. Chậu bể, đất văng tung tóe, khóm qua cúc ngã nghiêng đổ ập xuống. Chú quát lên: tôi thà bỏ chứ không bán. Đôi mắt của chú vô cùng dữ tợn, đến mức vợ chồng cô Đan cũng giật mình. Trong lúc tất cả chưa hoàn hồn, chú nghiến răng nhấn mạnh từng chữ: mấy người có giỏi thì đi mà trồng, rồi hiểu cái giá tụi bán có đắt đỏ không. Người phụ nữ giật mình sợ hãi, đứng lên lùi ra xa, mặt tái xanh đi nhưng vẫn cố tỏ vẻ nghênh ngang. Ê, mà còn làm giá, buôn bán gì mà như côn đồ. Bà ta nói xong lính quýnh đi như chạy trối chết. Ông Sáu căm phẫn đột ngột đứng lên, cầm dao chặt dụng hết những cây con mà mình dung dáng từ lúc còn là hạt mầm bé xíu. Người ta nói chú điên, chỉ có vợ chồng cô đang hiểu rõ hành động tiêu cực đang bị mỉa mai đó là cả một nỗi chua chát, cay đắng, dồn nén đến đỉnh điểm. Họ không kìm nén được nên bắt buộc phải bộc phát ra bên ngoài. Vì việc chặt phá các chậu hoa chẳng dễ dàng như người ngoài tưởng tượng. Họ đau đớn như đánh đập đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Nhưng thà chính tay họ phá nát còn hơn để chúng rơi vào tay của những kẻ không biết trân trọng. Để có được chậu dạng thọ giá 15.000 ấy, người nông dân phải bỏ công sức 4 tháng trời để xới đất, lấy phần đất xốp đập nhuyễn trộn với tro trấu, xơ dừa và phân rơm, phân chuồng ủ mục, nên người ngợm lúc nào cũng ám mùi. Họ còn xử lý đất đảm bảo chúng sạch và không mang mầm bệnh nào cho cây. Khi gieo giống, nào phải năng suất đạt, có hạt không lên mầm, họ đi kiểm tra từng bầu ươm. Nếu có hạt hỏng thì phải gieo thêm hạt khác kịp thời nhằm cho chúng phát triển đồng loạt. Thời điểm chúng lên cây đầy đủ vẫn phải theo dõi sát sao để xem có dấu hiệu lạ của sâu bệnh ảnh hưởng tới cây. Cuộc sống của người nông dân chưa từng có khái niệm thức trễ. Họ dậy từ sớm để tranh thủ tưới, nhưng việc tưới cũng phải đúng lượng nước, tránh gây úng hoặc là dò nước quá mạnh làm gốc ngã đổ. Đây chỉ là công việc nhỏ lẻ cơ bản nhất, còn hàng trăm thứ linh tinh khác khiến họ bận rộn và đôi lúc kiệt sức đi. Chưa kể tới vốn liếng bỏ ra rất nhiều. Có gia đình khá giả, xuất tiền nhà, còn thiếu thốn thì phải tiền dây bạc hỏi đầu tư vào trồng hoa. Nhưng để rồi, mọi công sức bỏ ra đều vô nghĩa và ôm vào những khoản nợ chẳng biết bao giờ mới trả xong. Vợ chồng cô Đan chứng kiến từ đầu đến cuối, chỉ biết xót xa nhìn chú Sáu rồi lẳng lặng dọn lại sạp hàng của mình. Dù đã bán rẻ nhưng vẫn còn rất nhiều, để dọn về nhà e rằng không đủ sức. Anh Hùng ngẫm nghĩ một lát, nói với vợ mình: hay cho mấy người khó khăn đi. Vậy cũng được, chứ em không chặt đành đâu. Lan sụt sùi, tay lau nước mắt, rồi vuốt ve những nụ hoa e ấp. Chỉ một sớm mai thôi, chúng sẽ bung nở khoe vẻ đẹp cực thịnh trong dòng đời của mình. Chúng vào tay ai cũng được, nhưng chí ít không bị chặt phá đau đớn. Anh Hùng trầm lặng,
vốn điềm tĩnh và giỏi điều chỉnh cảm xúc, nhưng sau cùng anh vẫn suy sụp, ngồi bệt xuống thở dài ngao ngán. Anh lại thất bại và kéo vợ con vào sự cực khổ. Đêm 30, pháo giao thừa chuẩn bị rực rỡ trên nền trời, cũng là lúc giọt nước mắt bao người buôn bán tuôn rơi. Dường như khoảnh khắc nào cũng vậy, cái đẹp hào nhoáng bên ngoài như một lớp màng nhung bao bọc rất nhiều cái đau khổ bên trong. Đợi khi những cảm giác sầu não qua đi, vợ chồng của anh đem qua tặng cho những người khó khăn quanh đó. Số còn lại anh để ở bãi với dòng chữ: người mang về xin hãy trân trọng những chậu hoa đêm 30. Đó là năm thứ hai việc bán hoa của họ thất bại và kéo dài tới tận bây giờ. Anh Hùng vẫn trung thành với việc trồng hoa, nhưng điều đó làm nỗi lo của anh ngày một lớn. Nếu năm nay vẫn như trước đó thì vợ con lại phải chịu cảnh đói nghèo do cái cố chấp của anh mà ra. Anh não nề nhớ đến những năm buôn bán gần đây nên trằn trọc mãi không ngủ được. Anh gác tay lên trán, nhìn lên mái nhà rách lớm đớm, thấp thoáng thấy được cái ngã vàng của ánh trăng. Anh ngồi dậy ra bên ngoài, lặng lẽ cuốn những chiếc bầu ươm cây. Dường như chỉ có làm chuyện liên quan tới trồng trọt, tâm trạng của anh mới vui vẻ ra. Chị đang nép ở cửa sổ nhìn ra chồng mình. Trong bóng đêm đen đặc, đôi mắt chị hiện lên vẻ âu lo ngập tràn không gì khuất lấp. Chị biết cái trăn trở dày dò của chồng, của người đàn ông sống hết mình vì đam mê. Nhưng sự thất bại cứ thế tiếp nối, thêm gánh nặng cơm áo gạo tiền, làm tinh thần suy sụp, thân thể tiều tụy. Chị thở dài như cố trút đi phiền não, sau đó cố gắng để gương mặt tươi tỉnh, ra ngồi cùng anh quấn chiếc bầu chuẩn bị cho việc ươm cây. Dù sao đi nữa, chị vẫn sẽ ủng hộ anh tới cùng, bởi chị tin chồng mình và cũng chẳng rõ từ bao giờ bản thân cũng yêu thích việc trồng cây. Cứ thế, hai vợ chồng lại dìu dắt nhau chăm sóc những chậu hoa và cây kiểng chuẩn bị cho đợt Tết năm nay. Thấm thoát trôi nhanh, Tết cũng đã cận kề. 20 âm lịch, vợ chồng Hùng đã gửi hai đứa nhỏ qua nhờ ông bà nội trông chừng, còn anh chị bưng bê chuyển dần các chậu cây ra chợ. Từ dạo đó, bẵng đi tới 26, chợ vẫn vắng hoe, người đi chợ không đông như mấy năm trước. Cô Tư bán trái cây cạnh bên, không giấu nổi sự ngán ngẩm. Tết năm nay chắc tiêu nữa rồi, người đi chợ ít quá. Còn cũng đầu thối ruột. Không có chồng ở đây, đang thoải mái bộc lộ tâm trạng của mình. Có những việc ngậm đắng nuốt cay cũng không dám thổ lộ, vì sợ rằng tâm trạng của mình tác động tới người thân. Thành thử biết bao đau khổ, nặng gánh, đang giữ cho riêng mình, để chồng yên tâm trong gánh mưu sinh vất vả. Cô Tư cất giọng đều đều, như cái vắng lặng đượm buồn của chợ Tết ngày 26. Năm nay nghe nói làm ăn khó khăn, công ty sa thải, người chăn nuôi thì giá bán ra thấp lắm, chắc không ai còn tâm trạng ăn Tết nhất gì. Đang nghe cô Tư nói thế, lòng càng rối bời, than thở. Năm nay bán như mấy năm trước nữa, chắc vợ chồng của con không có sống nổi luôn. Cô Tư cười méo mó. Hời, tàu có khác bay đâu. Mà năm nay, vợ chồng bay bán nhiều không? Đang gật đầu, không còn đủ sức đáp. Cô Tư cũng hết tinh thần chuyện trò khi thấy vợ trái cây vẫn còn y nguyên của mình. Phía đầu chợ và đối diện Đang cũng giống y mấy năm trước. Tiểu thương từ nơi khác đến với chiếc loa cỡ lớn, rao ầm ĩ đủ loại hoa mới lạ từ Mỹ, Nhật, Hà Lan, Thụy Sĩ và Hà Nội chuyển vào. Chung quy, nó đủ sức đánh bại những chậu hoa xuất xứ từ miền quê. Mỗi lần giọng từ chiếc loa ấy vang lên, Đang không sao thở nổi. Thấy bóng chồng thấp thoáng đến gần, chị mới tự động viên mình phải phấn chấn rồi dò hỏi. Sao rồi anh, bán được không? Hùng không nhìn chị, giờ chính mấy chậu mai, nhưng chủ yếu né ánh mắt của vợ. Anh nói, đỡ hơn mọi năm. Giác quan của một người phụ nữ cho biết chồng mình đang nói dối nên chị không hỏi thêm, vô thức đáp, vậy cũng mừng. Lúc Đang như người chết rồi, chợt nghe giọng lãnh lót cất lên.
Má, má ơi, quà ở đây đẹp nè. Chị ngẩng đầu, thấy cô gái hơn 20, ăn mặc sành điệu, da trắng trẻo, chỉ vào hàng hoa của mình, toan bước đến. Nhưng người phụ nữ lớn tuổi nắm tay lại, ngăn cản. Đàn kia, quà nước ngoài gì kìa, lại đó coi sao. Chứ mấy cái bông này, nằm nào chẳng có. Cô gái bật cười, mạnh dạn bác bỏ. Trời ơi, nãy con coi chỗ đó rồi, nói dốc không đó, má tình mấy cái người đó hả? Chuyển qua từ nước ngoài về, bộ dễ à? Có thì thế cũng cao ngất, chứ đâu có bán rẻ như vậy. Cô gái vừa dừng lại, nói thêm với giọng điệu bẩn cợt, như vừa nghe một câu chuyện ngớ ngẩn. Có người lỡ tay làm rớt, chậu bể tùm lum, mới thấy cây có thân mà không có rễ. Một người đi gần, nghe cuộc chuyện trò của mẹ con họ, xua tay nhăn mặt, nhanh chóng nói. Thôi, chị đừng có mua, mấy năm trước mua về để được có 2 ngày chết. Nó cắt nhánh, cắm vô chậu đất, rồi gắn qua giả lên. Mà nó làm sao giống qua thật thiệt. Nếu mấy cái lá không có héo thì cũng không có phát hiện ra. Chậu mai cũng vậy đó, toàn nhánh rồi cắm xuống đất để bán cho dân mình. Mấy cái cây hồng xanh tím cái gì đó, nó xịt toàn màu lên á, mà cũng có sống được mấy bữa đâu. Đang nghe họ nói thế, chẳng vui lên bao nhiêu, bởi hàng hoa của mình vẫn còn vẹn nguyên. Bây giờ chị ngồi co ro như kẻ mất hồn. Thời mai một người phụ nữ gọi chị. Cô chú nhớ tôi không? 30 năm nào cũng cho nhà tôi mấy chậu đó. Dạ dạ, nhớ, con nhớ. Đang trả lời ấp úng, bởi chị ngờ ngợ đã gặp ở đâu, nhưng không nhớ được chính xác, nên không dám mạnh miệng. Người phụ nữ ngoài 60 nhìn anh chị, ánh mắt ánh lên sự hàm ơn. Năm nay tranh thủ ra mua. Bà định nói thêm gì, nhưng đã bị ngắt ngang bởi người đi chung. Cúc với dạng thọ nhà chị là của cô này bán đó hả? Người phụ nữ gật đầu tắm tắt. Bông chị khen lâu tàn đó là của vợ chồng chú này. Dạo đó nghèo khổ, không có tiền mua. Tết nhà cửa âm u, giờ có mấy chậu bông để trước cửa còn cảm nhận được không khí Tết. Đàn mới vỡ lẽ, đây là một trong những người được vợ chồng của cô tặng quà. Nhưng sự biết ơn của bà làm cô ấy nấy. Vì việc đó một phần là do buôn bán ế ẩm, chứ chưa hẳn xuất phát từ lòng tốt. Người phụ nữ không nghĩ nhiều tới điều đó, mà dành cho anh chị những lời có cánh và đi giới thiệu qua cho những người khác. Lời đảm bảo hoa đẹp và lâu tàn được đồn xa, thêm những người bán hoa nhập bị vạch trần, giúp cho anh chị bán được hàng. Nhiều đến độ, anh Hùng không cần phải chạy ghe, mà dọn hẳn lên bờ, bán ở chỗ của vợ. Tới sáng 30, nhìn lại chỉ còn khoảng 10 chậu, anh Hùng không bỏ lại, mà mang chúng về đặt trước nhà. Trong vô vàn chậu hoa được bán đi, chỉ còn chúng ở lại. Trong mắt khách hàng, có lẽ là xấu nhất. Nhưng đối với anh và gia đình mình, nó vẫn đẹp, vẫn rạng rỡ và xứng đáng được nâng niu. Ông Sáng phụ con bê mấy chậu hoa sót lại từ ghe lên. Chúng đã nở bung nên ông thốt ra câu tiếc nối. Bông vẫn đẹp nhất khi còn nụ. Anh hiểu ý tứ lời nói của ba, nhưng anh không lẳng lặng nghĩ ngợi như ngày nhỏ mà nói ngay. Ba, con thích hoa ở giai đoạn nó nở rộ. Dạng vật có mặt trên thế gian đều buộc sống đúng với vai trò của mình. Con người lao động để tạo ra giá trị của sự sống, còn nhiệm vụ của cây là đơm qua kết quả. Ta không thể ép bất cứ thứ gì tồn tại trái với quy luật của tạo hóa. Ông bật cười không đôi co và hoàn toàn tôn trọng suy nghĩ của con. Đặc biệt hài lòng khi thấy con mình có lập trường riêng. Hai ba con sắp xếp cây cảnh, còn đang phải tất bật dọn dẹp nhà cửa. Dù mệt mỏi sau mấy tháng ròng lo việc trồng trọt, bán mua, nhưng tâm trạng ai nấy đều khoan khoái đến lạ. Sau ngần ấy năm đón Tết ảm đạm, cuối cùng gia đình Hùng cũng có cái Tết trọn vẹn. Dù không hẳn đầy đủ và sung túc, nhưng nó vẫn khởi sắc hơn dạo trước. Đây hệt như là một dự báo tốt lành rằng cái nghề trồng hoa vẫn có thể tiếp tục duy trì. Chú ba về ăn Tết, thấy cháu buôn bán được thì chú mừng lắm. Tuy vậy, chú vẫn không thôi trăn trở, liền hỏi. Bày vẫn tiếp tục trồng nữa hay là lên thành phố? Chú cũng lo việc trồng hoa không có ổn định.
Anh Hùng nhìn thẳng chú, gương mặt rạng rỡ, dõng dạc. Con sẽ tiếp tục trồng, tới khi nào tài yếu mắt mờ thì thôi. Anh thẳng thắn với sự hài hước sau mấy tháng chìm trong u ám của mình. Chú ba gật gù, tuy vậy vẫn bộc bạch băn khoăn khi ngần ấy năm việc bán hoa rơi vào ám đạm. Nhưng người ta thích mới lạ, cái kiểu truyền thống của ta chưa chắc có thể trụ được lâu dài. Nếu được thì mua ở chỗ khác về thêm mấy cái kiểu mới. Thật lòng, chú rất lo cho đứa cháu kiên trì với cái nghề bấp bênh. Chú không muốn dập tắt niềm vui của nó. Nhưng chú ở thành phố, thấy rõ cái xô bồ của lối sống chạy theo thị hiếu tấp nập và cách sống ấy đang thâm nhập về cả miền quê. Chú sợ rằng sự yêu thích qua chỉ là nhất thời, rồi một cái chớp mắt cũng sẽ thay đổi ngay. Hùng tỏ ý đã hiểu lời chú. Mấy năm trồng thất bại cũng là khoảng thời gian anh không ngừng suy xét những cái hạn chế trong nghề trồng hoa, đặc biệt cách dùng tiền của con người khi bỏ ra để mua một thứ gì. Anh cũng ngẫm được thời cuộc trên đời không ngừng biến đổi. Một chiếc lá rụng chưa hẳn rơi xuống mặt đất và có thể theo ngọn gió bay thẳng ra dòm sông. Chính anh cũng chẳng biết tương lai thế nào, nghề trồng hoa ra sao, nhưng anh nghĩ bản thân sẽ làm được. Bất giác, niềm tin chợt tràn trề. Giọng anh trầm đều, nghe qua nhẹ nhàng, nhưng đầy sự quả quyết. Con không nhập về, mà sáng tạo những kiểu cách mới, nhưng vẫn mang dáng hình quê. Chúng tươi mới từ chỗ gốc gác, chứ chẳng phải là nơi khác du nhập về. Chú ba lẳng lặng nhìn cháu bằng đôi mắt thâm trầm, rồi chợt rạng lên. Chú chẳng biết cháu mình sẽ biến đổi nghề trồng hoa thế nào, nhưng trong lòng lại ngập tràn sự tin tưởng khôn xiết. Một thoáng trong đầu về sự hưng thịnh của nghề trồng hoa xóm Chim Trũng lại khởi sắc hơn xưa, khiến ông bật cười, vô thức dâng lên nỗi chờ mong. Mỗi một độ thời gian, thị hiếu của con người sẽ có sự thay đổi. Duy nhất cốt lõi của quê nhà, của những bông hoa rực rỡ sẽ vĩnh viễn không bao giờ phai mờ đi. Hùng không biết ngày mai có điều gì xảy đến, nhưng anh vẫn nuôi nấng một khát vọng bền bỉ rằng anh sẽ sống với nghề trồng hoa và dựa vào đó để chăm lo cho gia đình mình. Đêm 30 năm nay, vợ chồng Hùng không còn rơi nước mắt như mưa dầm những độ tháng 6. Pháo giao thừa vang lên, vợ giòn giả vui tươi. Ông bà Sáng và chú ba cũng trút đi gánh nặng mà cùng nhau đón một cái Tết sum vầy yên vui và hạnh phúc ở miền quê yên bình, với hàng mai vàng nở rộ và những luống hoa tranh nhau buông sắc thắm. Họ tin tưởng rằng những năm sau, màu sắc rạng rỡ vẫn rực lên trên cánh đồng quê hương bởi người trồng hoa vẫn tâm huyết. Họ vẫn nuôi ao ước người mua có thể cảm nhận được những lo toan vất vả của người trồng để có cái nhìn công tâm hơn và trân trọng hơn. Quý khán thính giả vừa nghe một câu chuyện rất là ý nghĩa của tác giả Mạng được mang tên Người trồng hoa Tết. Và những ngày cận Tết thì bây giờ thì không biết các bạn đã đi ra ngoài chợ hoa để mua hoa chưa? Và Bạc Viên cũng hy vọng là khi ra ngoài chợ mua hoa thì quý khán giả chúng ta sẽ cảm nhận được sắc xuân của những bông hoa và trân trọng những gì mà người trồng hoa mang lại. Đến đây thì khung giờ đọc truyện quen thuộc của kênh Đất Quê Radio xin được phép khép lại. Hoàng Nguyên rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán thính giả bằng cách like và share video. Xin chào và hẹn gặp lại vào video sau. Xin được chúc cho quý khán thính giả một đêm ngon giấc.